Xin chào các em. Sau một tuần chấm thi căng thẳng thì hôm nay cô đã trở lại rồi đây. Hôm nay chúng ta sẽ làm một câu hình học không gian được trích trong đề thi thử của trường chuyên Nam Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Cô thấy cái bài này nó khá là hay tại vì nó không có giống những cái bài mà chúng ta đã được học. Thông thường thì đối với những cái bài khối chóp á, thì nó sẽ có một cạnh bên hoặc là mặt bên vuông góc với đáy hoặc là khối chóp đều vân vân. Thì bài này nó sẽ không thuộc vào những cái dạng đó. Rồi chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ giải quyết giả thiết là góc tạo bởi các mặt bên và đáy là 45 độ và 60 độ. Thì đối với mặt bên XAB và ABC thì các em thường sẽ bị nhầm lẫn, sẽ là góc XAB hoặc là góc XBC hoặc là lấy H là trung điểm AB, rồi góc đó sẽ là góc SHC vân vân. Thì ở bài này nó không phải là như vậy các em. Trước hết cô và các em cùng nhắc lại cách xác định góc giữa hai mặt phẳng. Cô xét hai mặt phẳng P và Q. Bước 1, cô tìm giao tuyến D của hai mặt phẳng này. Sau đó cô sẽ tìm hai đường thẳng A và B lần lượt nằm trên hai mặt phẳng PQ cùng vuông góc với giao tuyến. Và nhớ rằng hai đường thẳng AB này phải cùng đi qua một điểm Y nào đó. Thì khi đó góc giữa hai mặt phẳng sẽ là góc giữa hai đường thẳng vừa mới tìm. Trở lại bài toán của chúng ta. Đầu tiên cô sẽ gọi H là hình chiếu của S lên mặt phẳng ABC. Sau đó cô kẻ đường thẳng HM vuông góc với đường thẳng AB. Khi đó ta sẽ chứng minh được AB vuông góc với FM, dẫn tới góc giữa hai mặt phẳng SAB và ABC sẽ là góc SMH bằng 45 độ. Tương tự, ta kẻ đường thẳng HN vuông góc với AC, ta sẽ chứng minh được AC vuông góc với SN, dẫn tới góc giữa mặt phẳng SAC và mặt ABC sẽ là góc SNH bằng 60 độ. Bây giờ chúng ta sẽ đặt SH bằng X. Xét tam giác vuông SMH vuông tại H có một góc nhọn bằng 45 độ, dẫn tới tam giác này là tam giác vuông cân. Suy ra MH sẽ bằng SH bằng X. Đối với tam giác SNH vuông tại H thì cạnh góc vuông NH sẽ bằng cạnh góc vuông kia nhân với cotang góc kề bằng x căn 3 chia 3. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục xét hình chữ nhật AMHN. Tứ giác này là hình chữ nhật vì nó có 3 góc vuông là các góc A, M và N. Hình chữ nhật này có đường chéo AH bình sẽ bằng MH bình cộng NH bình. Thay lần lượt các dữ liệu tính ở trên, ta được mặt 4/3 x bình. Tiếp tục ta sử dụng giả thiết SA bằng 1. Áp dụng vào trong tam giác SAH vuông tại H, ta có SA bình phương sẽ bằng AH bình phương cộng SH bình phương. Tương đương 1 bình phương bằng 4/3 x bình cộng x bình. Như vậy chúng ta giải ra x sẽ bằng căn 3/7. Vậy chúng ta đã có được chiều cao SH đối với đáy là tam giác vuông tại A và đã có hai cạnh góc vuông là bằng căn 3 và căn 7. Như vậy chúng ta có thể tính được diện tích của tam giác đáy. Và cuối cùng chúng ta sẽ tính được thể tích của khối chóp đã cho bằng 1/3 SH nhân với diện tích tam giác ABC bằng 1/2. Như vậy, đáp án đúng sẽ là câu A.